Chị Trinh này, ông cho ta có câu là phi thương bất phú. Theo chị, điều này có đúng hay không? Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là phải có lý do thì ông cha ta mới đúc rút ra được một cái câu nói như vậy. Nhưng mà rõ ràng là khi mà kinh doanh thì có thể đem đến được nhiều cái cơ hội để kiếm được nhiều tiền cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng là câu nói này có phần đúng. Vâng, rất nhiều người cũng có suy nghĩ như chị Trinh. Tuy nhiên gần đây trên trang Quora, một trong web nơi mọi người chia sẻ kiến thức và tranh luận, thì đã có người đặt ra câu hỏi là tại sao chúng ta không bao giờ có thể giàu nếu đi làm thuê? Và có nhiều ý kiến chia sẻ là bởi vì đi làm thuê thì mức lương chỉ có hạn thôi, cơ hội thăng tiến thì cũng rất là cạnh tranh. Nhưng liệu tư tưởng muốn làm giàu phải làm chủ, phải tự kinh doanh có đúng không? Xin mời chị Trinh cùng quý vị khán giả hãy theo dõi phân tích sau đây. Đây là Evan Sharp, nhà đồng sáng lập mạng chia sẻ ý tưởng Pinterest. Tất nhiên, ông là một người giàu có với tổng tài sản lên đến 1,05 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng không cần là nhà sáng lập, cũng chẳng phải cần là chủ tập đoàn mới có thể kiếm được khối tài sản đó. Hãy nhìn vào Sundar Pichai với số tài sản cũng bằng Evan Sharp là 1,05 tỷ đô la Mỹ. Dù là CEO của Google với mức lương rất cao, nhưng về bản chất, ông Pichai chỉ là người làm thuê tại một công ty được thành lập bởi người khác. Có rất nhiều người giàu trên thế giới chưa từng làm chủ doanh nghiệp mà chỉ làm nhân viên trong công ty của những người khác, nhưng họ vẫn rất giàu, ngang ngửa hoặc thậm chí hơn nhiều doanh nhân giàu có khác. Đơn giản thôi, các công ty không muốn bị chỉ trích nếu lương giữa chủ và người làm thuê quá chênh lệch, mà cũng không mấy ai giàu chỉ từ lương. Những con số lương không chứng minh hết cho số tài sản mà mọi người có thể tích lũy trong sự nghiệp của bản thân. Tài sản đó có thể là các khoản đầu tư cá nhân, bất động sản, giá trị cổ phiếu. Và các chuyên gia kinh tế đưa ra lời khuyên, để giàu có, phải sở hữu. Và sở hữu như cổ phiếu công ty là việc hoàn toàn có thể, dù bạn là người sáng lập doanh nghiệp hay chỉ là một nhân viên. Đó là mấu chốt của việc làm giàu, thông minh và sắc bén trong các quyết định đầu tư.